cái da của Xe Hành bình thường không make up thì giống như là mình đang đánh phấn á. NANI? Và thấy da mặt của mình căng bóng và sáng hơn. Thì da em bây giờ nó cũng đỡ, chị thấy không? Đúng rồi, đẹp với chị, đồng màu hơn. Cả mọi người gặp Trang thì nói là ủa sao mà da Trang dạo này trắng vậy, sáng lên trông thấy rõ luôn. Từng biết giám đốc y khoa đó là tiến sĩ bác sĩ Thai là nổi tiếng trên toàn cầu về y khoa thẩm mỹ luôn. Đó cũng là một cái gọi là đảm bảo về chất lượng, đúng không?